Vào sáng nay thì đã có lễ trao giải The Game of Award 2023 được tổ chức hàng năm và có rất nhiều hạng mục, và may mắn là Nihoyo đã có hai tựa game, đó là Genshin Impact và Honkai Star Rail. Đầu tiên là Best Mobile Game thì rất may mắn là Honkai Star Rail của chúng ta đã đạt được giải Best Mobile Game. Và như vậy là anh em sẽ chắc chắn là có 1.600 ngọc ánh sao, tương đương với 10 vé roll. Rất là may mắn. Còn người anh em của Honkai Star Rail đó là Genshin Impact thì rất tiếc là giải Best Ongoing Game đã thuộc về Cyberpunk 2077. Và sau đấy là giải Player Void thì Genshin Impact chúng ta cũng lọt vào hạng mục, nhưng mà rất tiếc là cũng không thắng được đối thủ sừng sỏ đó là Baldur's Gate 3. Nhưng mà anh em cũng đừng vội buồn, bởi vì Genshin Impact cũng đã gửi phần quà đó là 800 nguyên thạch và thư khi mà đạt được giải đề cử Best Ongoing Game. Và như vậy thì cả hai game đó là Genshin Impact và Honkai Impact chúng ta đều nhận được quà đó là nguyên thạch và ngọc ánh sao.